Cục Hải quan Hà Nội vừa phát hiện bắt giữ một vụ vận chuyển nghi ma túy tại cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài với tang vật lên tới 7 kg. Qua công tác nghiệp vụ và kiểm tra qua máy soi, đội kiểm soát phòng chống ma túy chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài phát hiện một kiện hàng vận chuyển từ Đức về Việt Nam qua đường hàng không có dấu hiệu nghi vấn. Qua kiểm tra, lô hàng trọng lượng 8 kg được gửi từ Bắc Linh, Đức về Việt Nam. Các lực lượng chức năng phát hiện lượng lớn viên nghi ma túy tổng hợp được cất giấu trong máy lọc không khí, tổng trọng lượng hơn 7 kg. Kết quả test nhanh cho thấy tang vật dương tính với test thử ma túy MDMA. Hiện vụ việc đã được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra.